Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh này của mình nha. Và ngày hôm nay mình đã chuẩn bị một bức tranh rất chi là đẹp ở đây về một chú hươu có một cặp sừng khá là to và đẹp này, cùng với đó là một bộ lông và phong cảnh xung quanh thì khá là chi tiết và rất nhiều lá cây này. Bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh này bằng những cái bút chì màu của mình nha. Hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho bức tranh này. Trước tiên mình sẽ tô màu cho cặp sừng của chú hươu này bằng cân bút chì màu hồng nhé. Mình đã tô màu xong có cái phần là đồ da của chú voi này, và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu bộ lông của chú voi để tô màu này. Mình sẽ tô bằng bút chì màu nâu nhá. Tiếp theo mình sẽ dùng màu đỏ để tô màu cái miệng bộ lông tiếp theo của chú Mai này. Mình sẽ tô bằng cái bút chì màu vàng, sử dụng màu đen để tô màu cho các cái lông mày này. Và cái phần móng chân của chú voi này. Và video tô màu cho chú voi này của mình đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là một bức tranh về một chiếc váy với những cái hình trái tim và cái hoa văn rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau tô màu cho cái bức tranh ngày hôm nay của mình nhé. Các bạn hãy theo dõi mình để hết video này để xem các bước mình tạo ra tô màu cho cái bức tranh này.
Để tô màu cho những bức tranh này thì đầu tiên mình sẽ phải đôi chân của chú Hưu này thì mình sẽ tô bằng cái bút chì màu nâu nhá, để tô màu cho cái bức tranh của chúng ta, cái bút chì màu sáng. Và mình sẽ sử dụng cái cây bút chì ở cây bút dạ màu vàng này để tô màu cho cái phần váy này nhá, phần thân váy nhá, thân áo trên nhá. Tô màu xanh lá cây cho những cái lá này nhá. Mình sẽ sử dụng màu vàng này để tô màu cho cái phần chân váy này luôn nhá. Tiếp theo vẫn sẽ tô màu xanh cho những cái lá cây này nhé. Và mình đã tô gần xong cái phần chân váy này rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Tô Vẽ Tranh của mình ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu của chú vịt Ronan. Các bạn có ai xem nhờ đến chú vịt Ronan này không? Và những cái cành cây của trong cái trái này mình sẽ tô màu đậm hơn nhé. Đầu tiên chiếc khung gỗ của chú vịt Donald này mình sẽ tô màu xanh đậm nhé các bạn. Rồi mình tiếp theo mình sẽ lựa chọn màu xanh. Tô vào cái phần bên trong này và một cái màu vàng nhé. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng để tô màu cho cái phần thêm một ít màu xám cho phần đất khi mà đang lớn lên
bàn chân và bỏ xuống một nam này một cam. Và bức tranh về chú hươu này đã được mình với cặp sừng rất dài này đã được mình tô màu xong rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye bye.